Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe đến từ AMG, và đây là một cái chiếc xe AMG Performance, có nghĩa là một chiếc xe AMG với một cái động cơ được lắp ráp thủ công bằng tay. Và đây là chiếc xe Mercedes AMG GLA 45 4MATIC. Và chiếc xe GLA 45S 4MATIC Plus này là chiếc xe không dành riêng cho số đông các bạn. Bởi vì là với cái chiếc xe GLA 45S này, khi mà lăn bánh hoàn thiện nó có mức giá gần 4 tỷ đồng. Và với một cái chiếc xe thể thao hiệu suất như thế này thì nó rất là hấp dẫn cho những các bạn mà đam mê tốc độ cũng như là yêu thích cái phong cách thể thao từ AMG. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe GLA 45S 4MATIC Plus này, coi nó đặc biệt như thế nào các bạn nha. Các bạn thấy là cái chiếc xe GLA 45S 4MATIC này nó có một cái tên rất là dài ha. Nếu mà đọc mà đúng tên của chiếc xe này, nó là Mercedes AMG GLA 45S 4MATIC Plus, thì trong cái tên gọi này các bạn thì nó thể hiện gần như là đầy đủ tính năng cũng như là hiệu suất của cái chiếc xe GLA 45 này ha. Đầu tiên là các bạn thấy là GLA 45S ha. Chữ S đây là những cái dòng xe rất là đặc biệt của AMG. Thứ hai nữa là 4MATIC Plus. Thì 4MATIC Plus đây là một hệ vận hành 4 bánh toàn thời gian của Mercedes-Benz. Và những cái chiếc xe AMG hiệu suất cao thì các bạn sẽ mới có được trang bị cái tính năng là 4MATIC Plus này. Đó, và với cái sự vận hành 4 bánh toàn thời gian này thì nó sẽ coi như là cho cái chiếc xe chúng ta một cái độ bám đường coi như là tốt nhất có thể. Và chiếc xe chúng ta nó đều chỉnh cái lực phân bổ, coi như mỗi bánh xe nó sẽ mỗi khác nhau luôn, bạn sẽ không giống như là trên những cái hệ thống 4MATIC trên những dòng xe GLC hoặc là những cái dòng xe như là S-Class ha, nó rất là khác luôn, bởi vì đây là chiếc xe hiệu suất cao các bạn nha. Về ngoại hình thì chiếc xe GLA 45S 4MATIC Plus này mang một cái ngoại hình rất là đặc trưng của những cái dòng xe AMG. Thì đặc trưng là đặc trưng như thế nào các bạn? Các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt của chiếc xe là những cái thanh sọc đứng ha. Và ở đây có một cái logo AMG. Đó, khi mà nhìn từ xa thì các bạn biết đây là những cái mẫu xe đến từ nhà AMG rồi. Và thứ hai nữa, các bạn sẽ thấy ở khu vực cản dưới nè, có rất là nhiều những cái chi tiết lồi và lõm ha, tạo cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần hầm hố. Khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của chiếc xe như thế này các bạn, thì các bạn cảm giác là chiếc xe của chúng ta giống như đang chồm về phía trước ha. Tiếp theo nữa là cái phần mà làm cho cái phần đầu xe của cái chiếc xe GLA 45S 4MATIC Plus này nó thêm cái phần mà cá tính, thì không thể nào bỏ quên qua cái đèn xe của chúng ta. Đây là một cái đèn xe multi beam LED các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là ở bên trong cái đèn này nó thiết kế cũng rất là khác so với những cái dòng xe mà Duy đã từng quay cho các bạn rất là nhiều. Ở bên trong nó có 3 cái bi LED ha các bạn ha. Khi mà chúng ta nhìn vào buổi tối, các bạn sẽ thấy chiếc xe trông rất là ngầu và rất là cá tính. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ thấy là phần nắp capo của cái chiếc xe chúng ta sẽ có hai cái đường gân dập nổi. Thì đối với những cái chiếc xe AMG các bạn thường thấy là nó sẽ được thiết kế mạnh mẽ, gân guốc hơn rất là nhiều so với những cái mẫu xe thông thường. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ thấy là bên hông của chiếc xe ha bạn, thì cái bộ mâm xe là có thể nói là một bộ phận mà khách hàng quan tâm rất là nhiều. Coi như là hầu như các anh chị khách hàng nào mà đến xem xe các bạn thì đều bị thu hút bởi cái cặp mâm của chiếc xe. Nhìn vào là các bạn sẽ biết đây là một cái bộ mâm đặc trưng đến từ AMG, và chỉ những cái mẫu xe AMG hiệu suất cao, AMG Performance mới được trang bị cái bộ mâm màu đen mờ với lại viền màu nhôm như thế này các bạn. Và một điểm nữa các bạn, khi các bạn nhìn vào các bạn cũng biết đây là một cái chiếc xe phải nói là dành cho những ai đam mê tốc độ ha, bởi vì là cái phần đĩa được thiết kế rất là lớn, cũng như là cái cùm phanh này các bạn. Cùm phanh này nó phải gấp đôi
so với một cái cụm phanh thông thường của một cái chiếc xe, cũng như là chiếc xe của cái cụm phanh của chúng ta đang sơn màu đỏ và có chữ AMG, thì những cái anh chị nào mà đam mê về những cái chiếc xe thể thao hoặc là đam mê về đặc trưng những cái dòng xe AMG này thì Di sẽ không cần phải nói nhiều, bởi vì là nhìn vào thì chiếc xe đã thể hiện lên rất là rõ rồi ha. Ở đây nó có một cái chữ là Turbo 4-Matic Clutch ha, đây là hệ thống vận hành 4 bánh rất là đặc biệt của AMG. Thông số lớp của chúng ta là bánh trước và bánh sau đều bằng nhau các bạn, đó là 255/35 ZR21, và lớp xe của chúng ta đang sử dụng lớp đến từ Continental, và đây là cái lớp xe MO thôi các bạn, không phải là lớp Runlat. Thì về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là cái đèn xe được thiết kế nhỏ gọn cũng như là được kéo dài từ khu vực này sang phần cốp xe ha, nhìn nó rất là coi như đồng bộ với lại hầu như những đây là những cái thiết kế mới của những cái chiếc xe Mercedes gần đây ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là đây là cái chiếc xe hiệu sức cao, cho nên là Mercedes-Benz GLA 45 S 4MATIC LED này được trang bị tổng cộng là hai cái bô kép đối xứng hai bên đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Và cái trên bô xe của chúng ta có được khắc cái chữ AMG nè. Ha, nhìn vào là các bạn sẽ biết là đây là một cái chiếc xe coi như là rất rất là đặc biệt ha. Phía dưới này thì các bạn sẽ thấy có những cái phớt tán gió ở đây. Đó là những cái nét mà một chiếc xe thể thao coi như là hầu như đều phải có các bạn. Đó, đặc trưng của những dòng xe thể thao đến từ AMG. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần cốp xe. Về phần cốp xe thì các bạn sẽ thấy là cốp xe nó cũng rất là vừa phải thôi, nó cũng không rộng quá, nó cũng không nhỏ quá. Và Di nghĩ là với cốp xe này các bạn có thể để được hai cái vali ha, hai cái vali vừa. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ thấy là sẽ không được trang bị cái bánh xe dự phòng, bởi vì là chúng ta sẽ có một cái bơm điện đi theo xe, một cái bình keo để chúng ta vá xe ở đây các bạn nha, một cái móc kéo xe. Và đặc biệt các chiếc xe GLA 45 S 4MATIC LED này thì được trang bị cái hệ thống âm thanh vòm Boommaster, cho nên là các bạn sẽ thấy ở phía sau nó có cái lo nè các bạn. Đây là một cái lo. Cái lo này thì nó có tạo cái hiệu ứng là tiếng bass đó các bạn, hoặc là gọi là lo sub ha. Lo sub ở đây. Cái thiết bị âm ly nó nằm ở khu vực này nữa. Cho nên là Di nghĩ là với cái hệ thống âm thanh Boommaster trên cái chiếc xe GLA 45S này thì cho một cái trải nghiệm coi như rất rất là tuyệt vời luôn ha. Những cái chiếc xe thể thao hiệu sức cao các bạn, ngoài cái sự vận hành, ngoài cái bề ngoài thiết kế phải cá tính mạnh mẽ các bạn, thì cái hệ thống âm thanh phải là một cái hệ thống phải nói cũng rất rất là được khách hàng coi như là yêu thích. Bởi vì là khi mà chúng ta lái một cái chiếc xe hiệu sức cao các bạn thì thường là chúng ta sẽ mở những cái bài hát gọi là sôi động. Thì Duy nghe nói như vậy chắc chắn các bạn cũng hiểu là như thế nào rồi ha. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất để khám phá cái nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz GLA 45 4MATIC LED này nó sẽ đặc biệt như thế nào nha. Đó là âm thanh của những cái chiếc xe AMG, những chiếc xe hiệu suất cao của Mercedes các bạn. Thì với cái âm thanh này các bạn, thì các bạn có thể muốn nó hầm hố hơn thì các bạn có thể kích hoạt bằng một cái nút bấm ngay vị trí này ha. Còn nếu mà chúng ta muốn đêm khuya chúng ta trở về nhà các bạn, nó sẽ lúc mà mọi người đang ngủ ha, thì nó sẽ êm ái hơn, thì chúng ta có thể là chọn chế độ êm ái hơn. Đó là một cái rất rất là đặc biệt, cũng như là đa phần những anh chị khách hàng muốn sở hữu cái chiếc xe này thì đều quan tâm tới cái phần đó ha, phần tiếng bô của chiếc xe. Ngoài cái tiếng bô thì các bạn sẽ thấy cái không gian nội thất của cái chiếc xe GLA 45S 4MATIC LED này nó mang đậm thiết kế của một cái chiếc xe thể thao. Thì các bạn sẽ thấy cái phần vô lăng nè, cái vô lăng này nó rất khác so với những cái chiếc xe AMG thông thường nha. Những AMG thông thường thì chỉ được trang bị cái phần mà vô lăng đáy bằng thôi, còn đối với cái vô lăng của chiếc GLA 45S này các bạn sẽ thấy nè, đáy bằng nè, gấp khúc chỗ này nè, gấp khúc chỗ này ha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy có một cái đường line màu vàng ở chỗ này ha, để chia đôi cái vô lăng ra, cũng như là chỉ trên cái vô lăng cũng là cái chỉ khâu màu vàng. Và cái vô lăng của chúng ta được bọc bằng da nắp 3 cũng như là da dynamica. Khi mà chúng ta lái một chiếc xe thể thao á, thì thường là cái cảm giác lái của chiếc xe mang lại cho cái người chủ xe, cái người lái một cái cảm giác nó sẽ khác hơn rất là nhiều so với những xe thông thường. Cho nên cái vô lăng là cái phần mà được trang bị rất rất là đặc biệt ha. Các bạn thấy nè,
cầm vào nó cảm giác rất là đã tay, rất là chắc tay. Và di cảm giác các bạn, cái tay cầm của cái vô lăng này bạn nó sẽ nhỏ gọn hơn so với lại những cái vô lăng của những chiếc xe Mercedes-Benz thông thường. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở trên vô lăng nó sẽ có những cái núm vặn như thế này. Những cái núm vặn này để điều khiển cái chế độ lái của chiếc xe các bạn nha, cũng như là một vài cái tính năng khi mà chúng ta lái ha. Thì đây là một cái vô lăng thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, cho nên là các bạn mới được trang bị cái vô lăng như thế này. Về phần nội thất xe thì các bạn cũng sẽ thấy là cái ghế xe được trang bị bằng một cái chất liệu cũng rất là đặc biệt bạn, thì vừa kết hợp với là da Dynamica, hay gọi là giống như gọi là da lộn đó các bạn, và thứ hai nữa là da Artico, và chúng ta sẽ được viền cái chỉ là chỉ màu vàng đó. Thì các bạn sẽ thấy đối với những chiếc xe thể thao thông thường sẽ được viền chỉ màu đỏ hoặc là viền chỉ màu vàng đó, và đối với chiếc xe GA45S này thì được trang bị màu vàng các bạn nha. Ở nước ngoài thì các bạn sẽ biết là cuối tuần mọi người sẽ có thể là những người mà thích lái xe, các bạn thì có thể thuê cái đường đua để mà lên trải nghiệm những cái chiếc xe của đặc biệt của mình ha. Thì cái chiếc xe GA45S này thì nó có một cái tính năng để lưu lại cái dữ liệu đường đua luôn các bạn đó, bấm giờ hay là như thế nào, hoặc là nó có những cái đường đua nổi tiếng ở trên này mình có thể là vào đó ha. Thì những cái tính năng này thì phải gọi là những người mà đua xe, thích lái xe các bạn thì đó, sử dụng cái tính năng này ha. Ok, còn lại thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc xe GA45S này nó cũng có cái phần màn hình giải trí hoặc là những cái hốc gió máy lạnh, những cái nút bấm, nó cũng không khác gì so với là cái chiếc xe GLB 35 hoặc là cái xe GLB 200 các bạn. Thì bởi vì đây là những cái tính năng về giải trí ha, cho nên nó cũng không khác nhiều. Và đặc biệt cái hệ thống âm thanh của chiếc xe này là hệ thống âm thanh gồm Boommaster 12 loa các bạn nha. Chiếc xe GLA45S này các bạn là một chiếc xe nhỏ gọn, thuộc phân khúc nhỏ gọn của Mercedes-Benz, với chiều dài là hơn 4m4 thôi. Nhưng mà khi Di ngồi vào bên trong nội thất khoang phía sau này thì Di cảm thấy nó cũng rất rất là thoải mái các bạn nha. Đó, các bạn sẽ thấy là cái phần mà chân của Di nó còn cách cái ghế trước rất là xa ha, cũng như là cái phần đầu xe với trần xe nó cũng rất là cao các bạn nha. Đó, bởi vì đây là một cái chiếc xe SUV nên về trần xe cũng rất là cao, và Di nghĩ là với cái chiếc xe GLA 45S này nó sẽ phù hợp cho các bạn trẻ ha, hoặc là các bạn nữ ha, muốn một cái chiếc xe nhỏ gọn và di chuyển hàng ngày trong phố cá tính, thì cái chiếc xe GLA 45S này phải nói là một cái chiếc xe coi như rất là phù hợp cũng như là rất rất là đặc biệt các bạn nha. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ rất là đặc biệt trên cái chiếc xe GLA 45S này, một cái động cơ được lắp ráp thủ công bằng tay. Đây là một cái động cơ 2.0 mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện tại bây giờ. Các bạn sẽ thấy là ở trên cái động cơ chúng ta sẽ có cái chữ ký của cái kỹ sư để mà lắp ráp cái động cơ này ha, có một cái logo AMG ở trên này. Với cái động cơ chỉ có 2.0 lít thôi nhưng mà công suất nó lên 421 mã lực và moment xoắn lên đến 500 Nm/m, có nghĩa là với cái động cơ 2.0 này nó còn mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với lại một cái động cơ 6.8 máy đến từ những cái thương hiệu khác ha. Và động cơ AMG thì không thể nào thiếu cái hộp số của AMG, và đây là cái hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép AMG Speed Shift. Tại sao gọi là ly hợp kép các bạn? Bởi vì là cái chiếc xe của chúng ta được trang bị tổng cộng 2 cái ly hợp để giúp cho quá trình sang số nó nhanh hơn gấp đôi so với lại những cái mẫu xe, những cái hộp số thông thường. Và đặc biệt nữa các bạn là cái chiếc xe GLA 45S Formatic Slate này nó tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ hơn 4,2 giây thôi. Ok, quá là tuyệt vời. Vừa rồi thì Di đã giới thiệu cho các bạn cái mẫu xe GLA 45S Formatic Plus này. Thực sự với một cái chiếc xe đặc biệt và cá tính như thế này thì Di nghĩ sẽ phù hợp với lại những anh chị khách hàng trẻ ha, đam mê cái phong cách thể thao cũng như là tốc độ, hoặc là những cái đam mê những cái mẫu xe của AMG. Để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe GLA 45S Formatic Plus này hoặc là những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì các anh chị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.